Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì sẽ quay hôm nay sẽ quay vlog cho mọi người một ngày của Bo nha. Con nói xin chào mọi người đi. Xin chào mọi người nhé. Bây giờ thì mẹ con mình sẽ dạy bánh. Hai chân. Dừa. Dừa gì? Dừa gì? Và ăn. Ăn gì nhỉ? Ăn chén. Đúng rồi. Bo dậy rồi. Bo dậy rồi. Vân Thảo tập thể dục đi con. Úi dồi ôi, bà nội tập sao? Bà nội ngồi xuống sao? Wow. Rồi, bắt đầu bà ngoại tập sao? 1 2 3. Nhịp điệu nhịp nhạc chặt chặt. Úi dồi ôi, quá giỏi rồi. Bà nhạc nhá. Ôi. 5 Nhịp điệu 6 nhạc chặt chặt. Tự đánh hay mẹ đánh? Hà Bo. Mẹ chưa hỏi hết nữa. Bà bị uống cái gì đây? Uống vitamin đúng rồi. Vitamin D3 hấp thụ canxi. Đi đâu á? Ôi giời ơi, vứt rác giỏi thế. Đâu cái con cái bỉm của Bo nữa kìa. Chạy ra lấy bỉm đi vứt. Đúng nhá. Chạy ra lấy bỉm đi vứt cho mẹ nhé. Đúng rồi. Bỉm nặng quá. Bà Hà vứt rồi. Rồi có cần nhờ bà Hà vứt không? Rồi, cô Tuyền nhờ nữa kìa. Ôi, cô Tuyền nhớ con không? À, ui, phải đậy nắp vào nhé, bà Hào nhé. Trời ơi. Đây, cô Tuyền hề gửi rác kìa. Con ở nhà bà Hào đấy. Rồi, trời ơi. Chạy ra lấy khăn đưa cho mẹ để mẹ treo lên. Rồi, đưa cho mẹ nào. Quá giỏi luôn. Cô Tuyền nhờ cô Tuyền rửa tay giúp Bo cái này. Ăn sáng nào. Rồi, con làm dấu nào. Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Giỏi quá, rồi con ăn đi. Khoai lang rồi con ăn đi. Đây uống sữa nào. Sữa con đây. Trời ơi, mỗi buổi sáng ăn xong là thay quần áo. Đang tập xúc cho nên là bẩn lắm. Wow. Đâu con? Sách. Sách á? Sách gì nhỉ? Sách đâu nhỉ? Sách đâu nhỉ? Cuốn nào nhỉ? Cuốn bà voi á hay cuốn nào? Đâu bà voi lắm. À, con học cuốn bạc bản long. Ok. Mẹ học cất đi. À, mẹ học cất những cuốn còn lại nha. Cất gọn gàng nha. Bạc bản long đâu. Wow, đúng rồi. Cá sấu chân trèo. Đúng rồi, giỏi chết. À, còn con gì nữa nhỉ? Con có biết con gì ở trong này nữa không? Huệ biển. Huệ biển á? Huệ biển đâu nhỉ? À, đúng rồi. Đúng rồi, huệ biển, đúng rồi. Đúng rồi. Con biết cái gì nữa không? Đó thì ông. Con gì? Đó thì ông. Thuẫn Chỉ Long.
trời ơi, giỏi quá. Con gì cơ? Trường Cảnh Long. Trường Cảnh Long. Thượng Long. Thượng Long, trời ơi. Còn con gì nữa không? Con cá nhám. Con cá nhám, chuẩn luôn. Sao mà sao hồ? Đúng rồi, cá mập dạng san hô. Con gì đây nhỉ? Cá mới đồ hồ. Đúng rồi, con này, con này. Con đau bịt đầu. Giỏi luôn. Đau vệ sinh. Đâu, cá vệ sinh đâu? Đúng rồi. Cá mú chấm lam. Cá mú chấm lam, đúng rồi. Cá lịch. Cá lịch, đúng rồi. Cá nóc. Cá nóc, đúng rồi. Cá mâm chim. Giỏi quá. Vậy là Bo đã nhớ các con cá ở bên này rồi. Thì Bo mẹ hỏi này, cái chân là không gì? Đạp. Không đạp. Cái tay không? Đánh. Không đánh. Và cái miệng để nói lời yêu? Mẹ. Yêu mẹ, đúng rồi. Yêu ai nữa? Yêu cô Tuyền. Hay con gọi cô Tuyền coi. Nói Tuyền ơi. Mèo gọi. Mèo gọi cô Tuyền. Con đang ăn gì á? Khoai bay. Nói chuyện mẹ sao nhỉ? Phô mai gì nhỉ? Phô mai à. Con ăn đi. Con xếp đi. Con xếp thành đường tàu dài hay là dài đi. Rồi, bắt đầu. Bác Hải đang di chuyển tàu để đón các hành khách. Tu 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 tu. Bác Hải đã tới công viên rồi. Ai sẽ là người lên trên tàu đây? Bạn gì đây? Bạn gì đây? Bạn thú mèo. Bạn thú mèo. Bạn thú mèo đã lên cho con. Bạn ngồi đâu ấy nhỉ? Bạn ngồi tận đấy á? Bạn ngồi đâu ở trên tàu nhỉ? Đâu? Đâu? Ok, tiếp nào, đi đây. Con bắt chân rồi. Ôi, con ngồi đây, con ngồi lên tàu luôn ạ. À? Ok, ok, để mẹ bảo bác Hải Đăng nhá. Trần đi đón bạn tiếp theo nhá. Rồi, bác xuống yêu hết chỗ. Ai sẽ là người lên tàu đây? Ai đây? À, phải nói câu đấy nữa hả? Bạn gì đây? Bạn nào thì con nhỉ? Bạn nào thì mẹ đón nè. Bạn voi. Bạn voi, ok. Bạn voi ơi, lên tàu nào. Vậy là điểm dừng chân cuối cùng đây rồi. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ thật là vui nha. Sách. Sách chứ. Sách gì? Sách gì nhỉ? Khỉ. Đây là bạn. Thỏ. Thỏ, bạn này là bạn. Dấu. Đang đi tới của nhà bác. Bà. Bà gì? Ôi, bà voi chơi. Vừa đến cửa, thỏ và gấu nói: cháu. Bà voi ạ. Cháu chào bà voi ạ. Bà voi trả lời sao con nhỉ? Chà, miệng các cháu thật là thông thò. Wow. Đây thỏ. Ức, bạn thỏ này. Thỏ nói sao nhỉ? Cà rốt thật ngon, chúng cháu cảm ơn bà voi. Bà voi. Những cái thông tin ở đây thì nó không hấp dẫn bằng cái quyển xanh này kia con ạ. Hai mẹ con mình đi làm bánh mì đi. Đi làm học. À học à? Ok. Cô đang học. Cô đang học, mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con nha. Biển, ok. À ơi, phải để đúng vị trí. Làm gì á? Ôi trời ơi. Úi dồi, bẩn lắm. Thôi được rồi, mẹ cảm ơn. Bây giờ mẹ để lại vị trí cũ nha. Rồi, mẹ để lại vị trí cũ này. Sao con? Mẹ này. Thế à? Ok, đúng chưa? Đúng. Thôi mẹ đi làm bánh mì đây, bỏ ở đây chơi nha. Ở đây chơi cô Tuyển nhá, mẹ đi làm bánh mì. Mẹ. Sao con? Thank you.
tiệc. Không ngủ đấy nhặt như là cô Tống nữa. Đi ra đây. Phóng lên. Bao giờ xong thì cho đi ăn tiệc. Con ơi, nè, con muốn làm không? Đây, con cầm này. Rồi, đấy, con đảo lên cho mẹ. Đây, con cầm này. Rồi, khi nào thì đảo lên. Rồi, đảo lên. Con đảo lên. Đảo lên mẹ. Được không? Mẹ làm nhé. Thế đưa ra nhặt tiếp đi. Cần một ai nữ, bất kể ai cũng giữ thừa, một mình đừng khóc giữa mưa. Dạ. Hello. 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 Đông. Bố buồn ngủ rồi. Bố buồn ngủ rồi. Đâu phòng nào? Ok. Ừ, bye bye con nhá. Xíu con ngủ dậy mẹ con mình gặp lại nhau sau nhá. Mẹ gọi tôi tắt đèn dùm. À rồi mẹ tắt đèn dùm. Rồi con ngủ ngon nhá. Hello. Sau khi ngủ dậy buổi trưa thì mình lại thay một cái áo khác cho nó mát nhỉ. Con ăn gì á? Con ăn tôm à? Con ăn đi. Con ăn cho mẹ coi nào. Con đang ăn rau gì á? Rau muống. Con nhai vào răng hàm á. Ông đẩy răng hàm thôi. Con cầm
xong mình lại uống thêm một hộp sữa nữa nha. Cái sợi đấy dài quá hả? Giỏi giỏi, con ăn rau giỏi quá. À, sao con? Mẹ ăn đói. À mẹ ăn không đói hả? Mẹ cảm ơn con nhé. Thế con ăn ở đấy, mẹ ăn, mẹ mang xuống ăn cùng Bo nha. Hai mẹ con mình cùng ăn nha. Rồi, ngồi xuống. Ok. Hai mẹ con mình cùng ăn nhá. Ăn hạt sen. Ăn hạt sen giỏi thế. Bo ăn cho khỏe nha. Cho có nhiều sức đề kháng nha. Hello, con dậy rồi đây. Bố nói đi. Trời ơi. Ăn cho khỏe để có sức chống dịch gì nhỉ? Covid. Đúng rồi. Chống dịch Covid. Sao con? Vào đây. Vào đây làm gì? Học. À vào đây học đi. Ok. Không nổi. Học cuốn này hả? Argentina. Học cái gì con? Argentina. À. Ok. Argentina. Argentina. Wow. Đây là cờ của các nước Nam Mỹ đúng không? Nam Mỹ. Ừ, thế con còn biết cờ của nước nào nữa đâu, nào con chỉ cho mẹ coi. Argentina. Rồi, nước nào nữa? Hiun. Cái gì con? Đây là cờ nước nào? Đây đây đây. Ecuador. Wow wow wow. Colombia. Colombia. Wow wow wow. Đây đây này, đây đây đây. Peru. Peru đâu? Bỏ tay ra cho mẹ xem nào. Xem đúng không? Wow. Mẹ cũng không nhớ nữa. Peru. Đúng rồi, thế đây. Đây đây. Đây này. Đây là gì con? Đây là gì? Guinea. Wow. Ôi, thế còn Brazil. Brazil, đúng rồi. Nước gì đây? Venezuela, đúng rồi. Còn đây? Đây là gì? Mexico. Mexico, đúng rồi. Mexico, đúng rồi. Đấy. Này. Bên này chứ? Nam Phi. Nam Phi. Nam Phi đúng rồi. Nam Phi nữa. Nam Phi nữa đúng rồi đây. Maroc. Maroc đúng rồi. Trời ơi. Thụy Điển đúng rồi. Trời ơi giỏi quá. Thụy Sĩ. Hả? Thụy Sĩ. Thụy Sĩ đúng rồi. Mỹ. Ơ? Mỹ. Bỉ đúng rồi. Bỉ đúng rồi. Bỉ. Bỉ đúng rồi con. Đúng rồi. Áo. Áo đúng rồi. Áo. Đúng rồi, đúng rồi. Nước đồ áo. Nước áo đúng rồi. Nước đồ áo. Nước áo đúng rồi con. Nước đồ áo. Thế còn bây giờ nước gì đây? Hà Lan. Giỏi quá. Đây. Con biết nước này chưa? Con biết nước này chưa? Biết chưa ta? Mình dạy chưa nhỉ? Hy Lạp. Ôi. Hy Lạp đâu? Wow. Oh my god. Wow. Vậy là hôm trước là Bo đã biết mấy nhỉ? 29 à? 29 nữa à? Hôm nay là Bo biết thêm. Oh my god. Tây Ban Nha. Tây Ban Nha, đúng rồi. Con đi trốn tìm con mẹ coi. Con đi trốn đi, mẹ đi tìm con à? Con đi trốn đi. Trốn chưa? Trốn xong rồi nha. Mẹ đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hết giờ. Đi tìm Bo thôi. Bo ơi. Bo ơi. Bo chú đây nè. Ôi, bo chú đây rồi. Bắt được bo chú rồi. Này, Bo nhà mắt chưa?
đúng gì đấy, đúng rồi. Con mình uống vô cái nhá, vô cái con. Vô. Vô. Sao mà phải khóc thế? Lau nước mắt đi coi. À. Nói nào, nói rõ ràng nào, khoanh tay. Khoanh tay cúi đầu à mẹ. Úi giời ơi. Con đang mặc cái gì á?
nói chuyện với mẹ sao đấy? Chưa, đã kéo xong đâu. Ok, đi. Let's go. Chạy. Quay này. Con nói gì? Con vừa nói gì? Ôi trời, đẹp trai vậy. Mẹ Toan không kịp quay thôi. Trơn thế. Này, con tự lau hồ bơi đi. Lau hồ bơi đi mà tắm. Trời ơi, đã thế nhỉ. Con rửa tay. Con tôi rửa tay. Con đạp mạnh không mẹ coi. Sao bơi biết bơi chưa? Đạp 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 đạp. Vì kênh YouTube của trẻ con rất là phải hạn chế những hình ảnh cởi chân cho nên là đoạn này đây đây à? Đoạn này mình sẽ focus vào mặt. Con
con đói quá, con đói quá. Ngon không ngon? Ngon không? Để mẹ xé tiếp nhé. Mẹ xé tiếp. Ngon không? Cho mẹ một like nào. Cảm ơn mẹ chưa? Đi con. Nào, ra đây. Nào mẹ giơ tay nào. Giơ tay mẹ đi nào. Ok. Không. Mẹ con biết đi mà. Con đi giỏi luôn mà. Đâu con đi giỏi mẹ coi. Wow. Thang máy nhưng mà mình có được xuống không ta? Không được xuống. Đúng rồi, tại sao nhỉ? Hơi thôi. Nhưng mà tại sao không được xuống ta? Không được xuống. Vì? Vì à! Giỏi quá trời, thôi đi, ta đi ngắm đường phố con. Ra đây. Ôi trời ơi. Cầu chúc mọi thứ tốt lành. Thương cho mẹ lắm. Hả? Thương mẹ lắm. Ôi thương mẹ lắm, trời ơi. Bo ơi. Ờ? Dép của mẹ. À dép của mẹ đi trên đất được rồi. Bye bye mẹ đi. Bye bye mẹ đi. Bye bye nhỉ. Bye đi đây. À rồi, thôi để mẹ đi. Bye bye mẹ nhá. Bo đi đâu? Con đi đâu ấy? Dép của mẹ. À thì mẹ phải đi dép đúng không? Rồi thì mẹ đi dép. Cô Tuyền đi siêu thị mua được lợn con về vậy? Lợn con hay là vitamin bo đây? Vitamin bo ơi. Vitamin bo ơi. Bo ơi. Dạ. Trời ơi mới đi siêu thị về. Mua được con lợn con. Con tên là gì? Nguyễn Minh. Thi Anh. Bé thích để tay. Con bảo, con nói là con là vitamin bo. Vitamin bo.
Vitamin. Sữa để rồi mình đi đâu nhỉ? Xem. Đi xem. Không đi, đi ngủ. Giỏi quá. Uống. Ôi giời, uống DHA. Trong, ngon không? Uống DHA cho thông minh sáng mắt. Ôi giời, hết rồi con. Đánh chăng đi ngủ. Mẹ đánh hay con từ đánh? Con. Ok, nào. Lên đây. Bố mẹ. Con cả. Lên đợi đi ngủ nha. Đọc kinh lại cha. Ôi trời ơi, đúng rồi, đọc kinh lại cha. Đúng rồi. Wow. Đọc kinh lại cha. Ok. Ok, nào. Lạy cha, chúng con ở, chúng con nguyện danh cha, nước cha, ý cha, dưới đất cũng như trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực và tha nợ, như chúng con cũng tha kẻ có nợ. Xin chớ để chúng con xa trước, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Con mình cùng nhau đi tắt đèn đi. Tắt đèn. Phiu, giỏi. Mèo. Cái gì mèo hả? Mẹ không hiểu. À, đúng rồi, mẹ không hiểu. Con nói lại được không? Nói lại cho mẹ nghe đi. Anh nói mèo ạ. Ôi trời ơi, mẹ hiểu rồi. Cô chú hãy theo dõi. Ất luôn nhanh.